tư huy kích, cơ trưởng Nguyễn Anh Dũng, tiếp viên trưởng Nguyễn Hoàng Trí và phi hành đoàn xin kính chúc quý khách một mùa Giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc. Chúng tôi rất hân hạnh để chào đón quý khách trên chiếc máy bay Airbus 350, chuyến bay mang số hiệu VN217, được khởi hành từ thủ đô Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian bay dự định đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh là 1:50. Xin cảm ơn và kính chúc quý khách của chuyến bay tốt đẹp. Chuyến bay của Vietnam Airlines vào đúng ngày dịp lễ Giáng sinh và mình thấy chuyến bay này hôm nay rất là vui. Các bạn tiếp viên cũng như các hành khách đều có một trải nghiệm thật sự là ấm áp. Hôm nay bọn cháu rất là vui và ý nghĩa vì đã được tặng một món quà nho nhỏ của Vietnam Airlines và cháu rất cảm ơn Vietnam Airlines vì đã đồng hành cùng với cháu trên chuyến bay vừa rồi ạ. Và dịp lễ Giáng sinh thì chúc Vietnam Airlines luôn luôn có những chuyến bay thật nhiều ý nghĩa hơn, quan tâm cũng như là cho khách hàng được nhiều trải nghiệm vui vẻ và hạnh phúc hơn.